Cục Hàng hải Việt Nam cho biết trong 11 tháng năm 2021, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước đạt 647 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, hàng xuất khẩu ước đạt gần 168 triệu tấn, tăng 4%, hàng nội địa đạt 278 triệu tấn, tăng 6%. Riêng hàng container ước đạt sản lượng hơn 22 triệu TEU, tăng 8% so với cùng kỳ. Một số khu vực cảng biển có mức tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua cao như khu vực Quảng Ngãi tăng 37%, khu vực Quy Nhơn tăng 16% và khu vực Hải Phòng tăng 9%. Về hàng container, hầu hết các khu vực có khối lượng hàng container thông qua lớn đều có mức tăng trưởng dương như khu vực Vũng Tàu tăng 15%, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3%, khu vực Hải Phòng tăng 14% và khu vực Đồng Nai tăng 6%.